Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở clip ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cách mà mình chuyển một bức ảnh sang dạng vector art. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thì trước tiên mình có một bức ảnh như thế này. Sau đó thì mình sẽ nhấn F7 để vào cái phần layer này. Và mình sẽ giảm phần trăm opacity của nó xuống. Sau đó thì mình sẽ khóa cái layer này lại và mình tạo một cái layer mới ở phía trên đó. Sau đó thì các bạn vào cái phần tạo brush này. Đấy, các bạn xuống phần lưu brush và chọn như mình nhé. Đó, là xuống phần brush tool. Sau đó thì kéo hết nó về bên phải, sau đó nhấn OK. OK, như là vậy là mình đã có một cái brush này đây rồi. Đó thì giờ mình đã khóa cái layer ảnh phía dưới này lại rồi thì mình sẽ vẽ nó ở cái layer phía trên. Các bạn sử dụng brush màu đen. Vẽ cho mình, các bạn vẽ những cái đường biên nhé. Các bạn cứ vẽ thoải mái tay. Nếu các bạn dùng chuột thì các bạn có thể căn chỉnh cho nó cái virus của nó tự nắn cái đường cong của nó. Thì nếu mà bạn nào chưa nắm được thì các bạn có thể xem lại cái phần video mà mình hướng dẫn cách tạo brush ở kênh của mình nhé. Đó, các bạn cũng có thể dùng lệnh phím N để gọi cái công cụ vẽ nét mảng nhanh ra nhé. Bạn cứ vẽ nét thật là thoải mái vào. Mình sẽ vẽ hết những cái phần đường biên trước. Và các bạn chú ý là những cái ranh giới đậm nhạt như trên hình. Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt thử cái dưới và mình xem. Các bạn lưu ý là khi các bạn vẽ thì cố gắng là những điểm giao của các cái nét này thì mình nên vẽ kín nó lại để nó sẽ thuận lợi cho cái lúc mà mình đổ màu nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ gộp tất cả những cái nét này vào thành một mảng bằng lệnh Shift Ctrl F9 và các bạn chọn một cái phần gộp mảng này. Sau đó thì mình kéo cái layer này xuống, copy thành một cái layer mới ở phía trên và mình khóa cái layer trên này lại. Và mình sẽ nhấn Shift M và trỏ con trò chuột vào những cái mảng này để nó sẽ tự đổ màu cho các bạn. Đó, các bạn để ý cái mũi tên này có dấu cộng như này và mình trỏ và mình chọn toàn bộ cái phần nét này và mình trỏ con trò chuột vào thì nó sẽ đổ màu cho các bạn. Các bạn cũng có thể dùng lệnh Shift E để nó ra con trò chuột, những phần tẩy để mình tẩy đi những cái phần nét thừa đi nhé. Đó. Đây này, những cái phần này của mình vẽ nó vẫn chưa được niền nét vào nên là nếu mà các bạn chọn tất cả mà đổ màu mà nó bị đổ ra ngoài, tức là cái nét của bạn nó bị thừa ra rồi đó. Thì các bạn phải kiểm tra lại xem là nó bị hở ở chỗ nào thì mình sẽ kéo nó vào để mình đổ màu cho nó. Đó, các bạn chọn tất cả và nhấn Shift M và các bạn trỏ con trò chuột vào. Đấy, như các bạn nhìn thấy là nó đã đổ màu cho mình.
các bạn cứ chỏ con chó chuột vào đây và nó đổ hết màu lại cho mình, và lúc sau thì mình sẽ thay màu lại cho nó. Bây giờ mình cứ đổ màu cho tất cả những cái mảng này đã, và sau đó thì mình sẽ thay màu đúng cho nó. Đó, bây giờ thì mình sẽ chọn cái mảng màu da này và mình thay màu. Màu răng này, màu môi, cứ tạm thời như thế này đã nhé. Ok, cứ tạm thời như thế đã. Các bạn nhấn phím A để nó ra con trỏ trắng, và sau đó thì các bạn nhấn kích đúp hai lần vào cái mảng mà bạn muốn chọn để đổi màu, sau đó thì bạn đổi màu cho nó. Đó, mình sẽ đổi màu này. Đó, mình sẽ đổi màu mắt này lại. Các bạn cũng có thể nhấn chọn vào cái mảng da này và các bạn nhấn Shift X thì nó sẽ lật ngược cái mảng màu thành nét, nó chỉ còn lại nét thôi để các bạn nhìn thấy cái phần da của bức ảnh phía dưới, và các bạn sẽ vẽ những cái mảng khác, mảng da đậm nhạt khác nhau. Đấy, thì mình sẽ chọn vẽ những cái mảng da màu tối trước. Các bạn để ý là những cái phần bóng này nó chạy từ trên xuống dưới. Đấy, qua phần mắt này. Và giờ bóng nó cũng chạy thành một cái đường như vậy, một cái mảng như vậy. Thì chúng ta cứ vẽ những cái mảng bóng này nó chạy theo cái khối của khuôn mặt. Thì nếu mà các bạn đã học về hình họa hoặc mỹ thuật thì chắc là các bạn sẽ nắm rõ hơn về cái mảng miếng này. Còn nếu không, các bạn nào mà chưa được học qua hoặc là còn chưa nắm được thì các bạn cứ cố gắng nhìn trên hình những cái mảng đậm nhạt và mình đi theo nó thì cũng sẽ ra hình thôi. Đấy, mình đang sử dụng công cụ Pen Tool, phím tắt là P. Các bạn có thể điều hướng cái chiều hướng của cái đường path này bằng cách là giữ an và kéo chuột theo cái hướng mà mình muốn cái đường path này nó lượn theo. Đấy, các bạn quan sát mình đi cái đường bóng này và cuối cùng là điểm kết thúc đây. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái màu đậm hơn so với lại cái màu da chung ban đầu. Ok, bây giờ thì mình sẽ vẽ những cái mảng sáng. Đấy, các bạn hút màu sáng này. Những mảng sáng tiếp theo. Các bạn cứ lấy những cái mảng lớn trước nhé. Okay, và các bạn cứ lấy những cái mảng lớn trước, sau đó thì mình sẽ tung sáng những cái phần ánh sáng nhất của cái mảng sáng sau. Bây giờ là mình sẽ chọn
những cái mảng rộng trước. Nếu mà các bạn nào mà không nắm rõ được cái mảng miếng thì các bạn có thể tăng cái opacity của cái ảnh lên, thì mình sẽ nhìn những cái mảng miếng nó rõ hơn. Ok, bây giờ thì mình lại nhấn vào cái mảng ban đầu, sau đó thì nhấn Shift X để lật ngược lại phần nét sang phần mảng. Các bạn nhấn Ctrl Shift một vuông để cho nó lên xuống những lớp mà phù hợp. Bạn có thể nhấn phím A và để các bạn có thể nhấn phím A để ra con chuột trắng. Các bạn có thể nhấn phím A để ra con chuột trắng và các bạn điều chỉnh lại những cái đường nét mà cho nó căng hơn. Đó là vẽ những cái mảng áo. Nói chung, để mà vẽ một cái bức hình như thế này thì chúng ta, nếu mà chúng ta biết nhìn hình một chút thì chúng ta có thể sáng tác được, còn là không phải nhất thiết là dựa hoàn toàn vào ảnh gốc. Các bạn có thể biến đổi về mảng miếng và màu làm sao cho nó khối nó nhìn nó ạt hơn một chút. Bây giờ thì mình sẽ kéo cái phần ảnh phía dưới ra để cho mình có thể nhìn được rõ hơn cái phần chân dung. Như các bạn thấy là chân dung khi mà mình đã ra được những cái mảng sáng tối chính như thế này, cái đường đi của bóng như thế này thì nó đã phần nào ra được cái chân dung của mình rồi. Và bây giờ mình chỉ cần đẩy thêm phần tối nhất và phần sáng nhất thôi là bức ảnh nó sẽ hoàn thiện. Đấy, giờ mình sẽ dùng phím tắt N để ra cái công cụ bút vẽ như là dạng bút kim này. Rồi mình đi những cái mảng đậm hơn. Để vẽ cái nét này thì nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể nhấn phím tắt N và giữ con chuột chuột trái, sau đó thì các bạn vẽ một cái nét liền mạch và sau đó thì các bạn thả con chuột ra thì nó sẽ cho bạn một cái mảng. Ưu điểm của cái nét này là các bạn có thể vẽ nhanh và nó không phải nó không quá cứng so với lại vẽ cái pen tool kia. Các bạn cứ vẽ, sau đó thì các bạn sẽ dùng có thể dùng cái con chuột chuột trắng, phím tắt là A để các bạn điều chỉnh lại sau. Thì vẽ cái nét này nó rất là nhanh. Cái lối vẽ của mình nó cũng có phần phóng khoáng hơn so với cách vẽ của một số bạn, là các bạn vẽ bằng pen tool thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian hơn. Thực ra vẽ cách đó cũng rất là hay, bởi vì là cái nét thì trông nó căng hơn và nó
nó gọn gàng hơn. Nhưng mà đúng rồi, nó nhưng mà thì nó cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người. Như mình thì mình thích vẽ cái đường pát như này hơn, vì là cái mảng miếng nhìn nó sẽ có sự đa dạng và biến động hơn. Các bạn nếu mà những cái mảng các bạn vẽ sau thì nó sẽ bị đè lên những cái mảng có thể là bạn vẽ trước và bạn tính toán được, thì các bạn có thể nhấn Ctrl Shift ngoặc vuông để cho nó lên xuống đúng với lại cái mảng mà mình mong muốn nhé. Hoặc các bạn cũng có thể chọn vào cái mảng mà mình vừa vẽ, sau đó thì nhấn Ctrl X để xóa đi, và các bạn chọn vào cái mảng nào mà các bạn muốn nằm trên nó, các bạn click chuột vào đấy, sau đó thì các bạn click chuột vào cái mảng đó, và sau đó thì nhấn Ctrl F để cho nó copy lên ngay cái mảng mà mình muốn paste lên. Đó, các bạn nhìn phần chân dung nó đã có sự sinh động hơn. Đây là ảnh chân dung của một em bé với lại cái điệu khóc nhìn rất là hài hước. Đó. Như các bạn thấy thì màu sắc một số chỗ thì các bạn có thể tự biến tấu. Ví dụ như là mắt, bạn cảm nhận cái phần da đó hơi ửng hồng lên chẳng hạn, thì các bạn có thể cho cái màu đó nó tươi lên một chút. Vì cái này thì mình vẽ mà, mình có thể tùy biến hoặc là cho nó sinh động hơn. Đó, khi mà mình đã có một cái layer nét đen ở phía trên rồi thì những cái phần mảng màu phía dưới thì các bạn có thể vẽ một cách rất là thoải mái mà nó không bị mất hình. Đó, các bạn chỉ cần tăng phần những cái mảng sáng lên và những cái mảng đậm hơn. Như vậy là nó sẽ tự động nổi khối lên cho mình. Về phần vẽ chân dung này thì là mình cũng làm những cái nét nó chưa được chỉnh chu cho lắm, bởi vì thực ra là mục đích chính của mình là hướng dẫn cho các bạn để các bạn nắm được cái phương thức mà mình chọn mảng thôi. Còn là nếu các bạn nào tùy theo cái sở thích dùng nét vẽ hoặc là pen tool của các bạn thì các bạn có thể theo những cái phương thức đó, miễn sao là mảng miếng, ánh sáng các thứ của bạn nó đúng thì theo style nào nó vẫn ra hình và nó sẽ đẹp thôi. Khi mà các bạn có thể
thể vẽ được những bức hình như này thì các bạn có thể in ra và làm những cái sản phẩm đồ họa, hoặc là có thể tự in áo cho mình. Bức hình rất là hay. Trong quá trình vẽ thì các bạn có thể căn chỉnh lại những cái mảng làm sao cho nó hợp lý hơn. Nếu mà mảng nào mà tối hoặc là mảng nào sáng hơn thì các bạn những cái mảng vẽ sau thì các bạn có thể che đi, hoặc là cắt đi những cái mảng mà mình cảm thấy chưa đúng. Đó, mình sẽ tăng phần đậm này đi. Này nó chỉ hơi đậm thôi, mình sẽ giảm bớt đi. Đấy, giảm opacity xuống. Các bạn có thể đẩy thêm một số nét ở những cái phần nhấn nhá thêm ở những cái phần này. Các bạn cùng theo dõi mình làm tiếp nhé. Đó, tiếp theo là phần tóc này. Ok, như vậy là clip này cũng khá là dài rồi. Thì mình xin kết thúc clip ở đây. Rất mong là các bạn đã có thể đúc kết được một số cái thủ thuật ở trong clip của mình. Nếu mà các bạn cảm thấy clip hay thì đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Comment cho mình biết cảm nhận của bạn ở dưới phần comment để cho mình làm những video sau tốt hơn. Bye bye! Chào tạm biệt các bạn.